sân bay rồi, bây giờ tôi sẽ đi xuống để chờ đón vị khách quý này. Thấy bạn ấy đang check in rồi. Bây giờ thì chắc là mình sẽ đi đổi tiền để đi nạp thẻ giao thông cho bạn ấy này, như là mua nước với cả mua đồ ăn. Đấy, mình nghĩ là chuyến bay từ Việt Nam qua thì chắc sau một chuyến bay dài chắc cũng không được. Thế là hứng quá đi quá. Mình đã mua xong bánh này, hoa quả và thêm đồ uống rồi. Thấy vẫn đang trong ở bên trong check in. Chưa biết bao giờ ra. Không biết, chỉ sợ là đồ uống tan đá hết rồi vẫn chưa ra. Là hồi hộp quá đi. Mình cũng đã mua thẻ với cả đi rút tiền mặt cho vào thẻ giao thông rồi. Nhưng mà ở sân bay thì mình thấy đang xếp hàng rất là đông. Chắc là mình sẽ về sau xong rồi là sẽ nạp thẻ giao thông sau. Hello, xin chào. Xin chào, welcome. Đây là hoa tạ thạch tràng. Bọn em có chuẩn bị đồ ăn và đồ uống nha. Cảm ơn cả nhà. Đây đây mọi người ơi. Ok. Tôi đang trên đường để đi ăn. Và đây là khách mời của chúng tôi. À không, đây là trợ lý của khách mời. Ừ, nắng đang đẹp này, chụp đi. Ai à, chụp cho. Hôm nay chúng tôi sẽ đóng vai hướng dẫn viên du lịch. Gương mặt đại diện của brand. Sợ quá. Hôm nay không phải brand, đừng nhắc đến brand nữa. Không, brand không trả tiền chúng tôi ngày hôm nay. Thế bây giờ chúng tôi sẽ đi ăn trưa nhỉ? Đi ăn trưa. Đi cà phê. Dạo phố đồ đó. Cuộc sống chân thực của influencer. Giới thiệu với các bác là nếu mà là ai ở Hàn chắc không giờ sẽ ra background này chụp đâu đúng không? Nhưng mà riêng Thạch Trang thì sẽ ra đây chụp nhá. Không bao giờ sẽ có những cái background này đâu mọi người. Người làm nghệ thuật nó cũng khác á. Cái này là mặn mặn. Ừ, để cho em thấy nhạt thì em sẽ cho thêm vào. Như kiểu mắm mắm tôm à. Mắm này nó sẽ không được. Không nó giống như kiểu là gia vị sang đến Úc. Không, nó có mùi tôm hẳn. Muối. Nước muối kiểu nước muối. Nhưng chị sẽ ăn cái nhạt. Người Việt mình ăn cái hơi bị nhạt. Thích một cái đi vào luôn nha. Nào. Đây 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 đây, nó sẽ có một cái màu xanh này, đi theo hướng màu xanh này. Màu đỏ thì sao? Không màu đỏ là không động. Đi ngược chiều. Ừ. Tức khoát. Chị tôi đã đến Songsu rồi, vừa cho Trang đi tham quan Tamarind. Bây giờ sẽ là cho check in ở chỗ cái tòa nhà huyền thoại Dior. Thành vẫn đang rất chăm chỉ. Chúng tôi đang đến một gì nhỉ? Quán vintage. Ừ. Để cho Trang chọn đồ. Đây là lần đầu tiên mình vào cái kiểu quán bán đồ vintage này luôn. Săn đồ á, săn được 3 cái rồi. Nhưng em có em hiểu to hơn về em không? To á? Ừ, trắng. Thế ok. Ủa là bao nhiêu đồ? Thế là được 5 phút nhỉ?
Chưa đâu, chưa. Chưa xong à, chưa xong à? Chưa đâu à? Nữa nữa. Nữa à? Nhớ biết không nhỉ? Máy ảnh ở đây, máy ảnh đây. Đây, đâu? Đây, đang cầm lên. Nóng nhỉ? Đúng không? Quay hay chụp nhỉ? Chụp quay đầy đủ. Chuyện nó nhá. Tạo dáng khác. Thế quay nhá. Ôi dồi, ngựa thế. Có tâm lắm, không biết trả bao nhiêu tiền nhưng rất có tâm nhá. Ngày được có hộp cơm mà chị bèo bọt lắm, lương 2 triệu thôi. Rất có tâm. Ok. Rồi, ngồi đi. Bị lệch rồi. Chảy chưa? Chảy rồi á. Chảy rồi. Chảy rồi. Chảy rồi. Chảy rồi. Chảy rồi. Bên này. Wow, xinh vậy. Rồi bắt em nửa giá nha, em thấy nó không tốt lắm nhưng em nghĩ. Sao xin chụp ảnh với em này á? Làm đại sứ đi, làm đại sứ mặt nạ lột cho tôi đi. Trang qua store của brand mình để chụp ảnh này, quay video cũng như là pick những cái món đồ mà Trang thích về. Trộm vía khi mà làm việc ở công ty này thì mình được gặp rất là nhiều bạn KOL, nhưng mà thường thì sẽ là các bạn ở Hàn thôi. Còn Trang là bạn KOL đầu tiên mà chúng mình được đón từ một nước khác. Để chuẩn bị cho project này thì bọn mình cũng đã phải lên kế hoạch trước hơn một tháng cơ. Và được cái là team của Trang rất là hòa đồng, thân thiện và phối hợp rất là ăn ý nữa, nên là project này thì đã thành công rất là tốt đẹp. Team của mình đợt đấy chạy campaign sắp mặt luôn, nhưng mà hai đứa đều rất là phấn khởi, vui, tại vì là vừa đi làm và vừa đi chơi á. Sau khi quay chụp xong xuôi xong thì bọn mình quyết định đi ra sông Hàn để picnic. Đấy, đặc quyền của brand là sau khi làm việc xong thì sẽ được đi chơi ở KOL. Sau đó thì mình đi mua gà PHC cho Khánh với cả Trang ăn thử. Ai qua Hàn rồi thì đều phải ăn cái món này một lần nha mọi người. Sau đó thì team brand cũng như là team KOL sẽ ngồi ăn gà bên sông Hàn, chịu chịu đồ. Sau đó thì cũng có một số bạn fan của Trang đến chơi luôn. Sau cũng có một số bạn nhận ra mình, xong rồi còn mua quà cho mình nữa. Kiểu mình mà mình cũng không public gì là mình có ở với Trang hôm đấy nha. Thế xong rồi là được mọi người tặng quà, mọi người chụp ảnh cùng. Thế là mình tự nhiên được ăn cái meet and greet của Trang luôn. Và buổi tối chúng mình quyết định là đi ăn lòng đặc sản của Hàn Quốc. Mình nghĩ là các bạn ở Việt Nam cũng chưa ăn lòng nướng ở Hàn bao giờ ấy, chắc là sẽ thích món này, thì may quá mọi người thích thật. Xong rồi thoát vai brand với cả KOL rồi thì bọn mình trở thành những người bạn nhậu. Xong rồi ngồi nhậu từ 6 giờ tối, xong rồi đi chụp ảnh để nâng cao tinh thần đồng đội. Hôm nay mình không nhớ là khoảng tầm 12 giờ đêm rồi. Thế là đi chụp ảnh xong thì bọn mình quyết định là đi thêm tăng 3 nữa, tại vì kiểu thấy hơi thiếu thiếu, vẫn còn khá là nhiều chuyện để kể. Tầm 3 giờ thì mình bắt taxi cho Khánh với Trang về, còn mình với Phương Anh thì sẽ bắt taxi đi về nhà. Mình về đến nhà là tầm 3 rưỡi đêm, thế là đã kết thúc cuộc nhậu ngày hôm nay. Và bye bye! Đúng lúc ai rồi thành công rồi, được ai thử rất diệu bé ơi. Tao manifest thành công rồi đấy. Chan. Mình chuẩn bị đi Thượng Hải chơi, thế nên là mình đã quyết định đi nối tóc trước khi đi du lịch ấy. Salon ở trên Gangnam. Mình khuyên bạn nào mới lần đầu đi nối tóc như mình thì hãy tìm những cái chỗ salon mà nó chuyên về nối tóc thì nó sẽ kiểu khó fail hơn. Sau khi tư vấn thì mình vẫn quyết định là giữ lại cái màu tóc tự nhiên để cho nó hợp với nhiều concept hơn ấy. Nghe nói chung là chỉ nhìn cho nó dày hơn thôi, chứ mình cũng không muốn kiểu nhuộm hay phải like gì cả. Nối tóc nhưng mà chị ý nối siêu nhanh mọi người ạ, mà không hề đau đầu. Và nói chung mình chỉ mất khoảng tầm 1 tiếng thôi là mình đã nối xong cái quả tóc này của mình rồi. Và lúc mà chị nối nha, là mình kiểu còn không nhận ra được là cái tóc nào là tóc mình và cái tóc nào là tóc nối á.
kiểu nó tự nhiên kinh khủng ấy. Mình thấy chị nối tập trung ở hai phần hai bên của mình để cho nhìn nó có volume hơn, trong mặt mình nó bé lại hơn ấy. Thế nên là mình thấy khá là ưng ý. Đây là lúc mình nối xong rồi này, kiểu nó rất tự nhiên luôn mà trông kiểu nó dày hơn, xong rồi trông nó khỏe hơn ấy. Sau đấy thì chị có làm xoăn sóng cho mình để nhìn cho nó vào nếp tóc hơn. Thì đây là đoạn là chị đang làm phồng chân tóc cho mình đây này. Và đây chính là cái tóc của mình chưa làm xoăn nha. Đúng là kiểu tóc duỗi tự nhiên luôn mà trông kiểu không nhận ra là mình nối tóc gì đâu nha. Kiểu chị cũng nói luôn là tóc của mình thì cũng là tóc tơ, thế nên là nếu mà kể còn nối dày nữa cũng không thể nào bồng như Trang Quân Nhong được. Nhưng mà như thế này thôi là mình cũng đã thấy là mặt mình cũng đã nhỏ đi này, trông tóc cũng có sức sống hơn rất là nhiều rồi. Hello mọi người. Tôi sau khi làm tóc xong tự nhiên đã đến cái khách sạn này. Hiện tại thì mình đang ở khách sạn của Trang với cả Khánh, trợ lý của Trang. Hôm nay thì Trang đã đi chơi chụp ảnh rồi nên tôi qua đây ăn với trợ lý của Trang cho em nó vui. Mang tiếng nó đến sâu nhưng mà mang tiếng nó định là ở khách sạn một mình. Thế nên là tôi đã qua đây để ăn tối cùng em ấy. Và em cứ gặp con này là tôi bão táp, nó vù vù đến bên tôi nè. Tự nhiên mới gặp xong nó hỏi chị, hỏi tôi là chị đã quyết tâm thế chưa? Khóc thế. Nên mình thì không biết rõ về cái này lắm ấy. Ừ, thế nên là em mới bảo là chúng ta hãy cùng nhau quyết tâm thế ngày hôm nay đi. À, bọn mình đã đặt đồ ăn rồi, hôm nay chúng tôi sẽ ăn cũng không biết cái này gọi là gì. Nhưng mà nó sẽ có cái món lòng hôm qua mà mình ăn đấy. Cùng với cả thịt gà và thịt lợn. Nói chung là kiểu sốt sốt lên ăn với nhau. Nó gọi là cục tô đi thang. Trong lúc chờ, bên hiện tại đang khoảng tầm 59 phút chờ đợi thì chúng tôi sẽ ngồi cùng nhau quyết tâm thế. Khánh chào mọi người đi em. Khoe luôn bể bơi của mình. Có thể là đi tắm luôn ngay bây giờ. Yeah. Nào, chúng tôi đã mua đồ ăn rồi. Xin mời Khánh unboxing. Xin mời đó. Bữa ăn đầu tiên trong ngày. Gì ạ, thật đó? Hồi chưa mang kim bát thôi. Kim bát bỏ hai ngày. Đây, xin mời. Ngon chưa? Cái này hấp dẫn. Không biết em thích không? Nhưng mà cũng khá là ok. Có thịt là vui nè. Ủa múc bay, múc bay đây. Tôi có thể múc bay từ 6 giờ đến 3 giờ tối. Đó. Bợm. Hôm nay, thế là hôm nay đáng nghĩ chúng tôi không định gặp nhau đâu. Thế ôi, nhưng mà làm thế. À đấy, chưa làm thế ngồi luôn. Thế là sau khi bảo với Khánh là Thế thì thôi em mà không đi đâu thì để chị ăn thứ với chị. Xong mình phải nói với nó là ấy không ăn nhẹ nhàng thôi nhá, không đi nhậu gì đâu nha mày. Mai tao bay sớm. Để bỡm, tôi để bỡm. Bỡm thì chờ người ta hiểm chứ. Xin mời. Xin mời. Ơ cái này chứ biết đâu ạ, ngày mai em lại phải chụp ảnh cái này thì. Ôi sao, ai là giúp mẹ. Ngon chua, đây chụp cái này ngon đấy. Có thể cần hay vui à. Ơ, nó không cho mình đũa thìa gì à. Mình đang ở resort 5 sao, có muốn cái thìa này. Được không? Có. Có thiếu. Ôi chết rồi em ơi. Giống cơm nhà quá nè. Ghê hả? Chết nè. Chết rồi. Chúng... cái thiệt không có, cái cơm không bằng. Bây giờ chúng tôi sẽ ăn thiểu khách sạn. Ôi chết rồi. Thôi bây giờ Jinsu sponsor me. May bình đồng. Đấy, mang cái này từ Việt Nam sang. Ủa, sang chảnh đó, vừa hình dáng gì kỳ lạ đó. Ăn thử. Không có đi nhậu vui nha, không có đi nhậu vui nha. Ai đi nhậu với chị chào vui. Hả? Vậy có Phương Anh không? Phương Anh kìa. Uầy, Phương Anh này. Bạn nhậu. Bạn nhậu của chị đấy. Phương Anh bạn nhậu chị á? Ừ. Không cho em rót bia với chị. Ghê chưa? Mấy người á, mấy người yêu. Ui, mong cực. Thế á, chỗ này chả ăn được nào chưa? Hả? Hả? Ăn rồi nào chưa? Chưa, ăn ở hãng này thì chơi nhưng mà cái kiểu món này thì ăn rồi. Thế á? Ngon cực.
Ngon nhỉ? Được không? Món này được không? Ngon. Ăn thịt chứ, em biết ăn thịt mà. Ê, đây là cái món hôm qua chúng mình ăn đấy. Lòng á? Được không? Quay ra đây, sao vậy? Bị khen rồi, thôi được. Sao mày không chụp mặt mày ạ? Không ngại. Ô, quên cho phép bắt lại. Lại. Ăn ngơ ngơ nhưng mà dân chơi nha. Không cho em rót bia rót rượu. Cười xíu. Không vậy nè. Thôi, chúc là mọi người vui vẻ. Nguyễn hả? Lâu lắm mới thấy một friend tìm ăn. Không, chúng tôi không phải friend. Chúng tôi chỉ là những người bạn ở thôn thôi. Hả? Đừng nhắc đến friend không? Tao đang nghỉ lễ mà. Tao đã không đi làm mà. Ngon lắm. Ui dồi ôi, cái lòng ngon quá, nó tên là gì chị? Nó tên là thịt trong. Ừ, ngon quá. Ngon đâu, nó nhúng nhỉ. Được cái nút. Ui ngon quá. Thôi xin một chút ai đó? Chín chua. Đây, nước bèo bèo. Trời, hương vị Việt Nam luôn á. Ăn được sốt ăn. Ăn được cái sốt này ngon. Ngon quá. Đi qua hút đồ à. Ừ. Vì Việt Nam không có gì ăn đâu. Đó. Vì Việt Nam không có này ăn đâu. Thật á? Thật đấy. Nó tên gì? Đấy, tao không biết tên Việt Nam. Thật á? Ngon à. Ôi, chân chua ngon quá này ơi. 10 điểm nhá. Packaging này tôi chưa được nhìn thấy bao giờ nhưng mà quá tiện lợi. Rất hợp để mang đi rồi luôn. 10 điểm chân chua. 8.000 đồng. Xin hãy book em. Khủng hoảng. Thôi, nhịp chuyện ngành đến đây là hết rồi ạ. Ủa, mình cắt hết chưa? Mày nghĩ tao cắt à? Mình bơi một vòng đó chị. Nó cứ rủ mình bơi mọi người ơi, tôi phải đi về nó 9 rưỡi rồi. Cái này có lặn nước rồi. Cái ok. Tao vô. Vô đây. Ghê vậy. Ê, nó... Thôi cái hồ bơi này thôi để Trang bóc tem thôi, tôi đi về ấy. Có chắc là đây chắc là buổi cuối tôi được gặp Khánh ở Hàn Quốc rồi. Okay. Xin cảm ơn. Về Việt Nam gặp ạ. Ừ. Cảm ơn nhé, đi về đây. Sớm. Nhớ tạo job. Không có tạo job được. Mình... Bảo Hoàng tạo job đấy, có biết không? Mình dừng đi, mình không có ai hết. Đấy, nên là mình đi đây mọi người. Tôi sẽ đi và Trang sẽ không hề biết sự xuất hiện của tôi ở đây. Không, chúng tôi vừa ăn xong. Nếu mà vlog thì biết rồi rồi. Ừ, không. Chắc là cũng không thể xem được đấy. Tôi đi đây, cảm ơn mọi người. Bye bye. Vlog kết thúc tại đây. Bye bye.